Hello tất cả anh em. Đây là trận thắng đầu tiên trong ngày của mình vào buổi sáng. Đêm qua thì mình đi liên tục. Đây mình có cơ hội để khoe với anh em. Team mình gồm có mình này, Vene, Z, ESO Javan. Các bạn ấy tìm mình, các bạn có Yasuo với Mataji, bên mình nói lộn Katarina, Ezreal, Yixin và Pitlane. Trận đấu này mình cảm thấy mình hài lòng về trận đấu này. Ok. Mình sẽ tăng tốc lên 1x. Cho đúng tốc độ. Đúng lại là tua chậm. Rồi, chiến đấu nào. Và mình sẽ để ở chế độ bình thường nhé. Trong những pha combat này thì mình phối hợp khá ăn ý với Vayne. Đây là bật tắt sương mù này. Ok. Pha combat vừa rồi của mình là không tệ, nhưng do lag, nhưng mà mình tốc biến để đề phòng chết. Đáng nghĩa pha này mình phải về, mình cứ lảng vảng ở đây cũng không giải quyết được gì. Javan vừa được chiến công đầu, giết được Katarina rồi lại quay trở lại với đường bot. Pha này thì mình cứ nghĩ là giết được Lee rồi, nên mình chủ quan, mình không thiếu đốt thì bạn ấy tốc biến, bạn tốc biến qua tường để cho AD mình chết một cái oan uổng. Pha combat tệ của mình. Ồ, xem lại thì mình mới thấy là ở đầu trận bên mình đang kém về tiền. Chỉ số ăn mạng cũng kém hơn 21. Phần này mình cũng làm cho AD mình bị trên này. Phát mình đánh khá là lỗi. Hai phát AD mình cũng chết luôn thì sao? Đúng rồi, mình chết luôn. Không ăn được lại mạng. Không khô máu được với AD bên bạn này. Và là đang thọt là 42. Chỗ lúc này thì mình đang cố gắng kiểm soát tốt đường, nhưng mà mình vẫn mắc lỗi để cho AD bị bắt. Và bây giờ tỷ số là 5-3.
Trong trận này thì mình lên đồ, mình lên kiếm súng Hattech, Javan đánh khá tốt, 20 này. Ok. Chuyển qua bạn Javan xem thế nào. Javan được hai hỗ trợ một rồi. Yasuo thì chết. Katarina thì đang quay trở lại top. Rồi, tiếp tục mình giết được bạn Lee. Trong pha gành rừng ấy, thì mình chặn đầu được bạn Ly và mình giết được bạn Ly. Hiện tại thì bên mình lượng tiền là đã khá xem cao hơn so với bên team địch là 400 và bây giờ cao hơn 1.000 nhờ công của Z và nhờ công của Javan. Đây là pha ra hỗ trợ khá là kịp thời của mình. Bắt đầu từ đây trở đi là mình sau khi ăn được mạng ly là mình support đã tốt hơn so với lúc đầu. Lúc đầu là thọt. Pha này không, mình không nhớ lắm. Mình không giết được ai nhưng mà cũng làm giải thả đàn ông, đám đông. Đã được nguy hiểm cho AD. Trong pha combat này mình quyết định xuống đây để hỗ trợ cho mid, cho rừng để tránh tránh bị sọt. Mình chỉ đi quấy nhiễu thôi chứ về lực thì mình không đủ. Tiếp tục là mình về và mình được mình lên được cái đi giày và lên được súng attack thì mình xuống bot mình hỗ trợ AD. Chỉ số mạng đã cao hơn team địch là 2 mạng rồi. Tốt rồi. Đánh qua đánh lại cũng đã một hồi rồi. Bên mình đã leo lên tranh với team địch là 10, 16 và hơn team địch 4 mạng, hơn về tiền là 3k tiền rồi. Và pha này hình như mình ra mình cũng ăn được mạng. Ăn được mạng. Ăn được đi. Hiểu lúc được đi cũng là đổi mạng. Ok đó. Nhưng mà trong pha combat này về đổi mạng là bên mình áp đảo nên có lợi.
và mình lấy được mạng của Yasuo. Nhờ cái nấm của mình nghĩ là mình đã ngăn chặn được thành công pha phản công của team địch. Yasuo để tường gió hơi muộn. Yasuo bên team địch đánh khá hoành tráng, đã chết. Bạn ấy hổ báo quá. Mình đang tìm AD của bên địch nhưng mà bạn ấy về mất rồi. Mình đang chiến đấu khá là mình chỉ đè len thôi chứ mình cũng chưa ấy. Và này Di khá là hiểu ý bên mình nhưng mà bạn ấy đã bị chết dưới tay của Ezio. Mình chỉ cần thiêu đốt nhưng mình đã lỡ không thiêu đốt Ezio nên là để cho Di chết khá là oan. Bây giờ mình ping, mình nhớ là mình lôi kéo được Yasuo này, sau đó bị bạn đi đã bị mình giết một phát ăn nấm nhưng bạn ấy không xuống. Mình tăng hình đuổi theo nhưng mà bạn cũng không không bạn đánh nhau với đi. Mình đồng hồ cát kịp thời. Đó. Sau đó mình cùng Di rút lui.
đóng chuồng, thế là mình có thể được bắn thôi. Mình nhớ là mình đi săn tiếp tục để bắt bạn Yasuo. Yasuo đã chết, tất cả team đều lao theo Yasuo mà. Lấy được cái trụ này và tiếp tục cày xéo ở đây. Trong khi đó thì Di đẩy ở đường trên. Đồng hồ cát mình nhận đó, rất may mình đồng hồ cát hợp lý và tốc biến hợp lý, còn một tí máu nữa là chết. Hiện tại thì mình đang 11k tiền. Giết 5, chết 2 và support 5. Rồi. Đấu tay đôi thắng Ezreal. Gần như là team mình áp đảo hoàn toàn này. Và chiến thắng chỉ trong tầm tay thôi. Mình đi trận đầu để bắt Katarina nhưng mà bạn ấy chết trước khi đấy, và mình đi đẩy đường trên để đề phòng bị lật kèo, để được hai đường luôn. Rồi, đã chiến thắng, team địch tự nhận thua. Mình xin dừng clip ở đây nhé. Có bình luận gì anh em để lại dưới phần mô tả, dưới phần comment, dưới phần của video. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đây là bảng kết quả này. Bye bye.